Chào cả nhà, nay qua con gạch câu cả nhà ơi. Đây, nay gạch đây. Này chạy dài tới chảnh. Bên kia rào cá, bên đây vườn. Đó, cái lỗ đó là mình cũng mới móc dọn vừa xong đó, trống trống đó. Đây cũng là mồi câu mình đây. Đây mồi câu FC nè. Số điện thoại đó. Mồi này mình cũng có bán nữa, 2 ký 90, 3 ký 120. 4 ký 160, 5 ký 200, tất cả đều bao ship hết. Mà đổ đang mới nè, trộn dưới nước sông. À, thả dưới mớ thính nè, để mình chọn mình thả thính nè, chọn mớ pha với nước sông mà chọn thả thính nè, không có pha chế gì thêm chân, đơn giản vậy đó. Mồi này loại cám tanh chứ không phải cám thơm, chỉ là cám tanh. Chỗ này nước cũng hơi chảy nè, mình chọn cho nó dẻo dẻo như này, mình liền xuống cho nó mồi nó đừng có giả ra. Ôi, rồi thả cho nó ba cục vậy thôi. Còn mớ này mình nhồi dẻo lại cái đợi hồi cá lại mình xuống cần thôi. Nghĩ giật 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 nghĩa giật giật mày Vinh Vinh mày ghế là giật 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 á. Gúc 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 dính gì vậy ta, chảy hay gì rồi, chảy rồi. Còn tưởng đâu sảy không à, nó dính vào lục bình cà cha. Đây còn cá cha ngon lành, tưởng là anh sảy không mà anh dính lục bình nó không nhúc nhích. Bảy trăm gram ơi. Mày Vinh ăn lật cái phao luôn á. Trời ơi, cái dẫn không vậy ta? Cái dẫn mà Vinh. Cái trắng à.
Trời ơi. Lớn rồi, ăn giật giật giật. Chim, chim trong gạch đó mới lớn đó, chứ không có được bự. Chín ghê mới mồi ha. Ôi. Cá cha. Ồ, dễ dữ à hả? Cá cha. Nhấp giật giật mẹ Vinh. Nhấp 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 cho mấy con cá mẹ Vinh. Liếc 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 liếc. Sang cái. Ôi. Gì nó mập bự nhìn cầm không giáp mà hết biết con cá luôn, cái bụng hồn phi phách tán, ăn thức ăn thả thính chứ nó ăn quá xa. Wow, quá ngon cá. Hồi để gỡ coi. Ôi, mày Vinh.
nhịp 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 mấy phát. Gù phi này nè, dính gù phi nè, bắt biết gù phi lên bờ cái nó gớt hơn nằm trên mé phi bằng tay. Đây thành quả đây, nó được mấy con đó, nó được con hai cách cha với mới cá nhỏ nhỏ gì đó, con gù phi cũng ngon lành nè, nhiều đây im mày. Thôi mình cũng kết thúc video đây luôn, hẹn cái nhà video tiếp theo.